Đông Nhi xinh đẹp khi được vinh danh, biểu diễn cực sung dù gặp sự cố âm thanh. Tối ngày 12 tháng 5, Đông Nhi đã có mặt trong sự kiện vinh danh Top 30 Under 30 của Forbes Việt Nam, danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam. Đông Nhi là ca sĩ duy nhất có mặt trong top nhân vật đặc biệt này. Nữ ca sĩ có mặt trong sự kiện để nhận kỷ niệm chương và biểu diễn với vai trò ca sĩ khách mời. Xuất hiện trong trang phục váy xanh thanh lịch, nữ ca sĩ như thu hút mọi ánh nhìn trong sự kiện. Sau khi nhận kỷ niệm chương, Đông Nhi nhanh chóng thay trang phục swimsuit gợi cảm để lên sân khấu thể hiện ca khúc Binker dành tặng tất cả khách mời. Trong lúc biểu diễn, một sự cố nhỏ đã xảy ra khiến âm nhạc bị tắt đi giữa chừng. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục thể hiện chay ca khúc với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Chia sẻ khi có mặt trong top 30 Under 30, Đông Nhi cho biết 30 Under 30 của Forbes Việt Nam là một danh sách có ý nghĩa rất lớn. Nó ghi nhận những nỗ lực đóng góp tích cực của người trẻ ở mọi lĩnh vực khác nhau dành cho xã hội. Tôi thật sự cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được lọt vào danh sách này cũng như được xướng tên trong đêm vinh danh cùng với những bạn trẻ tài năng khác. Tất nhiên Đông Nhi sẽ tiếp tục lao động và làm việc nghiêm túc hết mình trên con đường nghệ thuật để xứng đáng với những tình cảm yêu quý và sự tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Nhà thiết kế Lâm Gia Khang cũng có mặt trong top 30 năm nay cùng với Đông Nhi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.